Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi tới trong tuần. Đầu tiên là những vấn đề phản ánh về giao thông. Thưa quý vị, bất chấp các vụ tai nạn thương tâm do các xe tự chế chở sắt thép vật liệu, hàng hóa cồng kềnh gây ra trong thời gian vừa qua, hiện nay ở Hưng Yên, tình trạng những xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh vẫn diễn ra trên các tuyến đường giao thông từ quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đến các tuyến đường giao thông nông thôn. Phản ánh đáng chú ý này là của khán giả Lưu Quang Hành từ số điện thoại 0912 3 số cuối 389 đã gửi tới chương trình tuần qua. Trên địa bàn Hà Nội hiện có hàng nghìn công trình xây dựng cao tầng sử dụng cầu tháp để vận chuyển vật liệu xây dựng thi công. Trong số đó thì có nhiều công trình nằm trong khu dân cư sát với tuyến giao thông có mật độ phương tiện qua lại đông đúc. Lo ngại trước nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập người đi đường, khán giả Lê Đình Dũng số điện thoại 0969 3 số cuối 011 đã quay clip và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Còn khán giả Vân Hằng trú tại Nha Trang, Khánh Hòa thì cho biết từ hơn một tháng nay, đoạn đường tại vị trí chắn ghi tàu lửa trên đường Lê Hồng Phong của thành phố biển bị hư hỏng nặng, gây rằn sóc cho các phương tiện khi lưu thông qua đây. Khổ sở nhất là sau mỗi trận mưa, những ổ gà ổ voi ngập nước khiến các phương tiện khi phải dừng chờ tàu chạy qua, không biết đứng ở đâu cho đỡ vấy bẩn. Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũng trong tình trạng tương tự. Chỉ hơn một năm đưa vào sử dụng sau khi được nâng cấp và mở rộng thì mặt đường đã phát sinh nhiều ổ gà sóng trâu, gây mất an toàn giao thông. Người phản ánh tới chương trình khán giả Nguyễn Thảo, chủ nhân số điện thoại 0164 3 số cuối 136 hy vọng đơn vị quản lý quốc lộ 1 khu vực này sớm có phương án sửa chữa nâng cấp mặt đường tránh để xảy ra tai nạn cho người dân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những clip này. Những hình ảnh được ghi lại mới đây trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Chiếc xe lồi tự chế lưu thông với tốc độ rất cao. Trên xe chở tấm tôn dài quá khổ. Miếng tôn mỏng, sắc lẹm, chia cả ra ngoài phần đuôi xe, không khác gì lưỡi dao di động, đe dọa gây tai nạn cho người đi đường. Không những thế, chiếc xe này còn đi vào đường ngược chiều. Dọc các tuyến đường như Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi, Nguyễn Như Con Tum, Cầu Giấy có khá nhiều cần cầu tháp phục vụ các công trình xây dựng. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy những chiếc cần cầu tháp này đang hoạt động vượt ra ngoài phạm vi công trình. Chúng hoạt động không có thời gian cố định, kể cả khi có người và phương tiện đi lại bên dưới. Đi dưới những cần cầu tháp này, nhiều người tỏ ra lo ngại bởi nếu xảy ra sơ suất nhỏ trong quá trình thi công thì hậu quả thật khôn lường. Đường Lê Hồng Phong là con đường có mật độ lưu thông đông nhất tại thành phố Nha Trang. Mặt đường nhựa tại vị trí chắn ghi này đã hư hỏng nghiêm trọng. Những ổ gà chi chít. Những ổ voi ngập đầy nước mưa. Nặng nhất
là những đoạn sạt lở hai bên đường ray, khiến các loại phương tiện khi băng qua đường ray bị giàn sóc, người và xe liên tục sắp lên như cưỡi ngựa. Nhiều người đi xe máy phải giang cái chân ra để giữ thăng bằng khi băng qua đường ray. Tại đây đã xảy ra rất nhiều trường hợp bị té ngã. Nguy hiểm nhất là ngã té ngay trước đầu ô tô đang chạy phía sau. Hiện trên mặt đường, đoạn qua các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Hòa và tuyến đường tránh qua trung tâm thị xã Sông Cầu xuất hiện rất nhiều ổ gà, ổ voi, không khác gì những cái bẫy trực chờ gây tai nạn cho người đi xe máy. Nguy hiểm hơn là vào ban đêm hoặc lúc trời mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế. Đáng nói, do nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, lái xe phải lấn sang làn đường chiều, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Tiếp theo là một số clip đáng chú ý về môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sau những đợt mưa lũ vừa qua, thượng nguồn con sông Cái trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đặt cây trồng hoa màu của người dân hai bên bờ sông đã bị trôi theo lũ. Khán giả Nguyễn Thị Thiện, số điện thoại 0979 bao số cuối 987 cho biết là trong khi tình trạng trên chưa được khắc phục, thì người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, cất nhà ngay trên đoạn bờ kè sông Cái thuộc xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, nơi có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Một phản ánh đáng chú ý khác về môi trường là của khán giả Nguyễn Văn Công, số điện thoại 0168 3 số cuối 253. Anh Công cho biết tại khu vực Hồ Thiền Quang thuộc phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hiện đang diễn ra tình trạng đi vệ sinh bừa bãi xuống lòng hồ. Theo anh được biết thì tình trạng này đã diễn ra nhiều năm và đây có thể nói là điểm đen của phóng uế, nhưng không có cơ quan chức năng nào tiến hành xử phạt. Từ lâu, tuyến đường dân sinh đi qua xã My Điền, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã trở thành điểm xả rác của một số hộ dân thiếu ý thức. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông khi mà rác ngày càng lấn chiếm ra đường. Phản ánh này được gửi tới chương trình từ khán giả Đăng Lợi từ địa chỉ email hoanglợi20.0493@gmail.com. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những clip đáng chú ý này. Đoạn sạt lở nghiêm trọng nhất nằm tại thượng nguồn con sông Cái thuộc địa bàn huyện miền núi Khánh Vĩnh. Nhiều cây rừng ven sông từ xã Khánh Thượng xuống tận đến xã Diên Lâm của huyện Diên Khánh bị chết hàng loạt. Khung cảnh tàn hoang, sơ xác. Nhiều đất dãy trồng hoa màu của người dân đã bị sạt lở, cắt ngang từng đoạn, trôi theo lũ. Giữa ban ngày, nhưng vẫn có nhiều người thiếu ý thức, thản nhiên phóng uế xuống lòng hồ Thiền Quang. Ngay gần hồ là nhà văn hóa học sinh sinh viên, nơi diễn ra rất nhiều các hoạt động văn hóa của thành phố Hà Nội.
Những hình ảnh phản cảm này không những làm mất mỹ quan đô thị, tạo hình ảnh xấu với bạn bè quốc tế, mà còn gây ra mùi khai nồng nặc cho những ai thường xuyên đi qua đây. Đặc biệt, ở ngay trước cổng nhà văn hóa học sinh sinh viên là điểm chờ xe buýt của rất nhiều người. Ai nấy cũng cảm thấy khó chịu và luôn phải bịt khẩu trang, lấy tay che mũi. Được biết, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm và đây có thể coi là điểm đen của phóng uế, nhưng không cơ quan chức năng nào tiến hành xử phạt. Do không có nhà dân nên mấy năm qua, tuyến đường dân sinh đi qua xã My Điền, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trở thành nơi tập kết rác. Cả đoạn đường dài ngập tràn đủ các loại rác thải, bốc mùi xú uế, khiến ai đi qua cũng phải rùng mình. Điều đáng nói, do không có hình thức xử phạt, lại không có người quản lý, nên người dân vẫn tranh thủ đổ trộm. Không người thu gom, rác đã tràn cả ra lòng đường, ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông. Nhất là ban đêm, khi nơi đây không có hệ thống chiếu sáng. Chúng tôi xin chuyển sang một số phản ánh đáng chú ý khác. Khán giả Bùi Xuân Tuyển từ số điện thoại 0166 3 số cuối 452 cho biết, có tuổi đời gần 400 năm, ngôi chùa cổ kính Triều Dương ở xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên hiện đang đứng trước nguy cơ bị đổ sập. Công trình từ mái ngói cho tới các trụ cột chính rồi tường bao, cổng ra vào xung quanh đều mục nát và rạn nứt, dễ dẫn đến nguyên nhân xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, khu du lịch Ba Hồ khai trương vào tháng 12 năm 2009 với nhiều hứa hẹn của doanh nghiệp quản lý. Tuy nhiên, theo phản ánh của khán giả Trần Nghi, số điện thoại 0984 3 số cuối 914 thì từ nhiều năm nay, hoạt động của khu du lịch Ba Hồ chưa xứng với tiềm năng và không mang đến lợi ích nào cho địa phương cũng như người dân trong vùng. Cũng trong tuần qua, nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức mở cửa trở lại khu cổ vật Tràm tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế sau 71 năm đóng cửa. Khán giả Hải Tú từ số điện thoại 0976 3 số cuối 215 có chia sẻ là sự mở cửa trở lại của khu cổ vật Tràm không chỉ đem lại cơ hội cho người dân và du khách được tiếp cận các tác phẩm điêu khắc Champa phong phú đa dạng, mà còn mở thêm cánh cửa trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc để thế hệ trẻ khám phá di sản văn hóa Champa huyền thoại. Một clip đã nhận được nhiều sự chú ý của khán giả trong tuần vừa qua là về làng Thanh Hương, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, Thái Bình, nơi từ lâu nổi tiếng với nghề làm cốm. Để làm ra được hạt cốm thơm ngon dẻo bùi thì phải trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ vất vả. Cốm có mùi vị là sự kết tinh của đất trời, mùi thơm dịu từ thóc, thơm mát từ lá sen, dẻo bùi. Vì thế mà những vị khách xa quê có dịp ghé thăm chắc hẳn sẽ nhớ mãi về món đặc sản mang dư vị của vùng quê lúa Yên Bình này. Chia sẻ của khán giả Bùi Tiến Hùng từ số điện thoại 0976 3 số cuối 212. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những clip kể trên. Chùa cổ Triều Dương với tên gọi chính là Hùng Phúc Tự, tọa lạc ở thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ngôi chùa này đã tồn tại gần 4 thế kỷ, mang đậm nét thiêng liêng và cổ kính trang nghiêm. Tuy nhiên, từ khi được xây dựng đến nay, ngôi chùa chưa từng được trùng tu nên các công trình đều đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Vào những ngày mưa, chùa bị dột, nước chảy khắp nơi, khiến nhiều tượng Phật cổ có giá trị bị hư hại. Ngoài ra, nhiều cột còn bị đục rỗng, khiến chân trụ rơi vào tình trạng bong chóc và có nguy cơ bị đổ sập bất cứ lúc nào. Tình trạng trên
đang từng ngày đe dọa đến sự an toàn cho nhà chùa và các Phật tử mỗi khi viếng thăm. Đến khu du lịch Ba Hồ ở xã Ninh Ích những ngày này, lượng khách ở đây có vẻ nhiều hơn, trong đó có cả khách nước ngoài. Tại đây có 17 căn nhà được xây dựng theo dạng bungalow nhưng vẫn chưa được hoàn thiện. Một hồ bơi chỉ xây xong phần thô. Một chiếc cần cầu sắt mới bắc được hai thanh đà qua hai bên bờ suối. Còn nhà hàng chỉ bán nước uống và một số đồ ăn nhẹ. Đường đi đến các hồ nước nằm trên núi chỉ là đường mòn, không được làm bậc thang hay trải bê tông. Nhiều đoạn, khách phải bước đi trên những ống dẫn nước khá nguy hiểm. Giá vé vào cổng là 25.000 đồng một vé. Từ những thập niên đầu thế kỷ 20, hội đô Thành Hiếu Cổ đã sưu tầm và đưa về cất giữ ở Tân Thơ Viện rất nhiều cổ vật chàm tìm được ở Huế và vùng phụ cận. Từ đó, khu cổ vật chàm được thành lập tại khuôn viên của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hiện nay để làm nơi trưng bày các tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc Champa ở miền Trung Việt Nam. Có thể nói, sự mở cửa trở lại của khu cổ vật chàm không chỉ đem lại cơ hội cho người dân và du khách được tiếp cận các tác phẩm điêu khắc Champa phong phú, đa dạng mà còn mở thêm cánh cửa trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc để thế hệ trẻ khám phá di sản văn hóa Champa huyền thoại. Được biết, khu cổ vật chàm sau khi mở cửa lại trở thành nơi trưng bày chuyên đề thứ bảy sau các khu đồ dệt, trò chơi vương giả, trang phục vua chúa nhà Nguyễn, cổ vật di tích triều Nguyễn, gốm sứ và tiền cổ. Xã Đồng Thanh hiện có 3 thôn, Đồng Đại, An Điện và Thanh Hương, nhưng nghề làm cốm lại chỉ tập trung ở thôn Thanh Hương. Bao đời qua, người dân chân chất, một nắng hai sương nơi đây, gắn bó và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương bằng nghề truyền thống của làng mình. Để làm ra những hạt cốm thơm ngon, cũng lắm công phu, khâu đầu tiên là chọn thóc. Sau khi đã ngâm thóc được 24 giờ thì vớt ra đãi sạch, rồi lại ngâm tiếp 12 giờ. Tiếp đó vớt thóc ra để ráo nước, rồi đem rang. Một chảo rang cũng chỉ vừa cho 1kg thóc một mẻ, trong thời gian 3 phút. Khi thóc chín đều, sẽ được thợ bỏ vào cối giã, đảo đều tay. Đến khi hạt gạo dẹt vừa đủ, công đoạn tiếp theo là xúc ra sàng lọc bớt vỏ trấu, rồi đổ lên máy dê để lọc hết vỏ trấu và cám. Khâu cuối cùng là khâu lọc cốm. Làm đi làm lại 3 đến 4 lần như vậy, rồi đóng gói hoàn thành sản phẩm. Tiếp theo là phần công bố clip trúng thưởng tuần này. Chúng tôi xin chúc mừng khán giả Phạm Xuân Hiếu có số điện thoại 0949 3 số cuối 695, người đã gửi clip cầu 60 tỷ đồng thiếu đường dẫn phải bỏ không tại Quảng Ninh, đã trở thành người may mắn giành được phần thưởng là chiếc đầu thu kỹ thuật số HDV1 trong tuần này. Khán giả tiếp theo nhận được quà tặng từ chương trình là anh Diêm Đăng Kiên có số điện thoại 0163 3 số cuối 721 với clip bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn mưu sinh bên các bốt điện tại Hà Nội. Anh Kiên sẽ được tặng một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng của VTC. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những clip này. Hình ảnh này đã rất quen thuộc trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Ở đâu, ta cũng có thể bắt gặp những quán trà đá, hàng ăn, ngay sát cạnh những bút điện, trạm biến áp, trong đó có nhiều trạm đã xuống cấp, hoen gì.
mặc sự cảnh báo từ cơ quan chức năng, rất nhiều người dân vẫn thờ ơ, xem thường sự an toàn của chính bản thân mình. Thậm chí tại hàng trà đá vỉa hè này, nhiều người lại xem các bốt chạm điện này giống như điểm tựa và chưa hề chú ý đến nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Công trình cầu đá trắng 1 và đá trắng 2 có tổng chiều dài hơn 1,2 km, được thi công nhằm giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, đặc biệt trong mùa mưa lũ, thời điểm thôn đá trắng thường bị cô lập. Tuy nhiên, hiện cả hai cầu đều đã làm xong nhưng phải bỏ không vì một phía cầu đá trắng 2 vẫn còn thiếu một đường dẫn dài hơn 100 mét. Người dân hàng ngày vẫn phải đi lại khá vất vả dưới đường tràn phía dưới chân cầu đã xuống cấp trầm trọng. Mặt đường tràn có nhiều ổ gà, ngổn ngang sỏi đá. Khối bê tông chờ lõi sắt tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường, nhất là vào ban đêm. Vào những ngày mưa to, người dân phải dò dẫm đi qua dòng nước chảy xiết. Trên mặt cầu, đơn vị thi công tạm dừng công việc, rào phần đầu cầu chưa có đường dẫn, dựng chòi để trông coi máy móc được tập kết. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Từ nay, tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị, đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng sẽ được ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin về hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.